đối với nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ thì sữa Meiji là sản phẩm rất quen thuộc thậm chí nhiều người truyền tai nhau rằng uống sữa này thì chiều cao của trẻ sẽ phát triển tốt hơn cũng chính bởi thế mà nhiều người đã không tiết tiền đặt mua loại sữa này tuy nhiên thì mới đây nhà sản xuất sữa Meiji Nhật Bản đã cảnh báo hiện tượng sữa Meiji nhập khẩu từ nước này đang bán trên thị trường Việt Nam không đạt chuẩn và có nguy cơ là hàng giả. Theo văn bản mà công ty Meiji Nhật Bản gửi tới các cơ quan chức năng của Việt Nam thì các sản phẩm mang nhãn hiệu Hohoemi và Step là một trong là một là những sản phẩm đáp ứng các luật và quy định của Nhật Bản, nhưng khi so sánh với các tiêu chuẩn dinh dưỡng được quy định trong pháp luật Việt Nam thì một số thành phần như biotin, chokine, mangan đều không đáp ứng được. Điều này là do sự khác biệt trong tiêu chuẩn về thành phần dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh dưỡng khác nhau giữa người Nhật Bản và người Việt Nam. Vấn đề thứ hai được Meiji lo ngại là tình trạng quản lý chất lượng hàng nội địa Nhật Bản. Khi đem về Việt Nam đều không rõ ràng, có thể dẫn tới việc chất lượng sản phẩm xuống cấp, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Meiji cũng không lại trừ khả năng hàng giả có thể bị trà trộn vào hàng Nhật Bản được bắt gặp trên thị trường, do đó nguy cơ gây hại đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng. Đã nhiều năm nay thì sữa sách tay Nhật là một trong những lựa chọn được rất nhiều bà mẹ Việt Nam tin dùng bởi giá cả hợp lý và chất lượng tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó là không ít nỗi lo về sữa giả kém chất lượng. Và tôi được biết rằng là hiện nay thì giá sữa sách tay Meiji số 0 dành cho trẻ dưới 1 tuổi, một trong những loại được bà mẹ Việt tin dùng nhất hiện nay, đang được bán với giá dao động từ 480.000 đồng cho đến 800.000 đồng. Tuy nhiên trên trang web của Meiji Nhật Bản thì giá bán lẻ gốc quy đổi đã là 560.000 đồng, chưa kể chi phí vận chuyển. Và chính vì sự chênh lệch giá vô lý này mà nhiều người tiêu dùng nghi ngờ đây là sữa kém chất lượng hoặc là sữa giả từ Trung Quốc. Vâng hoàn toàn là có thể có khả năng đó. Tuy nhiên một số bà mẹ thì lại cho rằng là vẫn có một cách để mua được sữa với giá rẻ hơn cả bên Nhật à, thông qua à, thông thường thì giá sữa Nhật về đến Việt Nam sẽ gồm có giá bán lẻ tại Nhật cộng với chi phí vận chuyển cộng với thuế khi vào đến Việt Nam cộng với lãi của chủ hàng. Ví dụ như là giá một hộp sữa Meiji số 0 có giá khoảng 560 000 đồng. À, tuy nhiên thì trong trường hợp nếu người mua hàng là chủ buôn có vốn lớn và đặt vấn đề với cửa hàng là mua từ 500 hộp trở lên thì họ có thể mua mua được với giá giảm hơn rất nhiều so với sản phẩm giá gốc và sau khi cộng thêm các loại chi phí thuế khác thì giá một hộp sữa thì có thể bán ở Việt Nam chỉ với giá là 490.000 đồng mà chủ hàng thì vẫn có lãi. Thế nhưng cũng phải khẳng định thêm rằng là để mua được hộp sữa Meiji số 0 giá rẻ như trên là điều rất khó đối với người không thực sự hiểu về thị trường Nhật. Đồng thời là thường phải mất công đi rất xa và tìm lâu hơn. Hơn nữa thì rất ít tiếp viên hàng không chịu sách tay sữa từ Nhật về Việt Nam vì là vừa nặng lại vừa lãi ít. Và do đó các bà mẹ dù sao cũng nên cẩn trọng hơn khi lựa chọn nguồn sữa cho con mình, tránh việc tiền mất tật mang mua sữa ngoại giá cao mà cuối cùng lại là sữa giả kém chất lượng.